Theo ghi nhận tại chi nhánh Vietcombank ở Láng Hạ, Đống Đa, từ 7 giờ 30 phút sáng đã có hàng trăm người dân xếp hàng chờ mua vàng. Đầu tháng 6 vừa qua, người dân tiếp tục đổ đến chi nhánh các ngân hàng và SGC để mua vàng từ sáng sớm, nhưng lượng đặt quá lớn khiến các ngân hàng báo hết số chỉ sau ít phút mở cửa. Nhiều người dân dù đi từ 4 giờ sáng vẫn không nhận được số thứ tự để mua vàng. Vậy đây có phải tiếp tục là một cơn sốt vàng trong tương lai? Giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh nữa. Và những người đã bỏ lỡ cơ hội trước đó có nên mạnh tay xuống tiền để mua vàng hay không? Hãy cùng The Brokers tìm hiểu trong video dưới đây. Nhấn like video và đừng quên subscribe kênh YouTube của The Brokers để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và phân tích sâu hơn về thị trường và doanh nghiệp. Vàng từ lâu đã được xem như kẻ thù của lạm phát, là phao cứu sinh trong những giai đoạn kinh tế đầy biến động. Lịch sử đã chứng minh, khi giá trị đồng tiền rớt thảm hại, vàng luôn giữ vững vị thế vàng son, bảo toàn tài sản cho con người. Điều này lý giải vì sao vàng luôn được thế hệ ông bà, những người lớn tuổi trân trọng và coi như kênh đầu tư, cất giữ tài sản hiệu quả. Vàng không chỉ chống trượt giá mà còn sở hữu tính thanh khoản vô cùng cao. Bạn có thể dễ dàng mua bán vàng ở bất kỳ đâu trên thế giới, từ Việt Nam đến Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Trong khi đó, tiền mặt lại bị hạn chế bởi rào cản địa lý và chính sách tiền tệ. Ví dụ, bạn không thể mang tiền Việt sang Mỹ để tiêu dùng tính an toàn và linh hoạt của vàng càng trở nên giá trị trong những giai đoạn bất ổn. Điển hình như tại Ukraine, nơi chiến tranh đang diễn ra ác liệt, vàng chính là chiếc phao cứu sinh giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn và trang trải chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, điểm mạnh cũng chính là điểm yếu của vàng. Khi giá trị của vàng được tôn vinh quá mức, nó cũng đồng nghĩa với việc cơ hội đầu tư gần như không còn. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn vứt một lượng vàng ra đường, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh nhau nhặt. Nhưng nếu vứt một tờ cổ phiếu, có thể chẳng ai thèm đoái hoài vì họ cho rằng đó chỉ là mảnh giấy vô giá trị. Đây chính là nghịch lý của vàng, mọi người đều biết giá trị của nó, dẫn đến việc giá vàng ít khi biến động mạnh, kỳ vọng lợi nhuận thấp so với các kênh đầu tư khác. Lấy ví dụ thực tế, trong giai đoạn từ 2012 đến 2024, giá vàng tại Việt Nam chỉ tăng hơn 80%, tương tự, vàng thế giới cũng chỉ tăng khoảng 42% trong hơn 10 năm. Con số này khiêm tốn so với thị trường chứng khoán nơi chỉ số VN Index đã bứt phá hơn 200%. Thậm chí, nếu lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu tốt, bạn hoàn toàn có thể nhân đôi tài sản chỉ trong 12 năm. Khác với những kênh đầu tư mang tính đỏ đen như chứng khoán, vàng ghi điểm bởi nó gần như không có rủi ro vì những đặc tính tốt, lượng tiền lưu thông chỉ có tăng lên, giá vàng luôn tăng trong dài hạn. Tuy nhiên, sự an toàn này không đồng nghĩa với việc bạn sẽ dễ dàng đạt được lợi nhuận. Đầu tư vàng dài hạn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn chiến lược. Nếu bạn mong chờ những khoản lời nhanh như chớp, vàng có thể khiến bạn thất vọng. Với tâm lý mua thấp bán cao, nhiều nhà đầu tư lao vào lướt sóng vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường vàng biến động khó lường và việc liên tục mua bán đòi hỏi kỹ năng phân tích chuyên sâu cùng yếu tố may mắn. Hơn nữa, chi phí giao dịch và phí lưu ký cũng sẽ ngốn một phần lợi nhuận của bạn. Chưa kể, sự dao động giá vàng có thể khiến bạn ôm lỗ bất cứ lúc nào. Thế giới vàng luôn ẩn chứa sức hút mãnh liệt, nhưng ẩn sau ánh hào quang lấp lánh ấy là mối quan hệ phức tạp giữa giá vàng kinh tế và tâm lý đám đông. Hãy cùng khám phá những góc khuất thú vị trong thị trường vàng đầy biến động này. Giá vàng thường nhảy múa hân hoan khi chiến tranh hay bất ổn địa chính trị xuất hiện. Lý do ư? Là do con người có xu hướng tìm kiếm bến đỗ an toàn cho tài sản trong bão rông và vàng với bản chất miễn nhiễm trước lạm phát và biến động kinh tế trở thành lựa chọn hàng đầu. Khi mọi thứ bất ổn, mọi người có xu hướng mua vàng. Nhưng nếu nhìn lại, bất ổn này đến từ thị trường thế giới nhiều hơn. Hãy nhìn vào Trung Đông và cuộc chiến Nga-Ukraine, ta thấy giá vàng thế giới tăng phi mã, nhưng giá vàng Việt Nam lại tăng như vũ bão, thậm chí còn vượt xa mức tăng của vàng quốc tế. Một phần cũng do tâm lý đám đông, nỗi lo về chiến tranh, lạm phát khiến người Việt đổ xô mua vàng, đẩy giá vàng lên cao. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam lại đang ở giai đoạn rất ổn định, với nguồn vốn đầu tư nước ngoài liên tục gia tăng. Việc gom vàng cất giữ trong nhà chính là lãng phí nguồn lực cho xã hội, thay vì đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Nếu muốn đầu tư vàng bạn nên đánh giá lại cơ hội đầu tư hiện tại để tránh đầu tư theo đám đông. Gần đây, giá vàng đang trên đà nóng hổi bỗng giảm nhiệt. Nhiều nhà đầu tư đổ xô mua vàng với hy vọng kiếm được khoản lợi nhuận kết xù. Tuy nhiên, đầu tư vàng dài hạn gần như không rủi ro là chiếc phao cứu sinh trong những giai đoạn bất ổn. Việc phân bổ một phần nhỏ vàng vào danh mục đầu tư là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở đây. Nhiều người đang đầu cơ thay vì đầu tư vàng. Đầu cơ là bắt đáy khi giá giảm so với đỉnh. Nhưng đầu tư là đánh giá giá trị thực của tài sản. Hiện tại, giá vàng Việt Nam vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 5 triệu lượng. Với giá vàng thế giới thấp hơn so với Việt Nam, việc mua vàng ở mức giá hiện tại không nên dành cho đầu tư. Ngân hàng nhà nước và các chính sách đang nỗ lực bình ổn giá vàng, dần dần thu hẹp khoảng cách giá vàng Việt Nam và thế giới. Hãy nhớ rằng, vàng chỉ là một kênh đầu tư và việc ôm hay nhả cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Hãy trang bị cho mình kiến thức tài chính vững vàng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt để gặt hái được thành công bền vững nhé. The Brokers luôn mong rằng những thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ giúp ích cho công cuộc đầu tư của bạn. Hãy đón chờ thêm nhiều video tiếp theo của The Brokers để cập nhật thêm những case tài chính nổi tiếng trên toàn cầu. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin gì khác, hãy để lại bình luận ngay phía dưới cho The Brokers cũng như hãy ủng hộ chúng tôi nếu bạn thấy video này hữu ích nhé. Đăng ký theo dõi kênh The Brokers ngay để cập nhật thêm các tin tức tài chính hot nhất cũng như các thông tin so sánh, đánh giá về các sàn môi giới trên thị trường. The Brokers luôn đồng hành cùng bạn trên con đường tiến đến thành công trong thị trường trading đầy biến động này.